là các bạn đang đi trên đường từ ký túc xá khu B. Đây là một clip mà mình sẽ review một vòng quanh làng đại học bằng camera hành trình biết Úc rửa ba đồ hồ. Hiện tại trước mặt các bạn là nhà khách Đại học Quốc gia, nơi ở của giảng viên cũng như là những sinh viên nước ngoài có thể đăng ký ở đây. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn lượn một vòng tròn xung quanh khu làng đại học. Vị trí camera hành trình đeo ngực là một trong những cái vị trí mà rất là nhiều vượt thủ sử dụng khi mà quay video đi xe. Ở vị trí này thì nó có thể nhìn thấy đường, trời, mây cũng như là có thể nhìn thấy được cái đồng hồ số của xe. Tiếp theo đây nữa thì mình sẽ đi xuống phía dưới một ngôi trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hy vọng là các bạn có thể nhìn thấy. Đây chính là Đại học Khoa học Tự nhiên. Mình nghĩ là các bạn đã có thể nhìn thấy rồi. Cổng chính của Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Thật ra đây là trung tâm điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Rất là đáng nhớ, thì học có một tháng thôi mà người thì sẽ nghe hơn rất là nhiều.
nhiều và sẽ bị ám ảnh bởi một số thứ, ví dụ như là nhà báo thức của khu văn sư chẳng hạn. Rồi thì giờ mình sẽ đưa các bạn đến khu văn sư. Xin lỗi nha, là mình hơi vượt đèn đỏ một chút ạ. Như mình nói thì đường xá ở trong khu này rất là đẹp, nhưng mà nói chung là đi buổi tối thì cũng rất là nguy hiểm nha các bạn. Vì đây cây cối rất là rậm rạp, mình chỉ dám đi ban ngày thôi, không có dám đi buổi tối. Đây là khu quân sự, cũng là một nơi rất là thích hợp để những cái xe ô tô người ta tập xe ở trong này, vì đường ở trong này khá là vắng, ít người chạy. Tự như chiếc xe bạn nhìn thấy phía trước đấy là đang tập xe đấy. Đây là khu quân sự trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh. Đây này, vòng xe số 8 các chị ạ. Một điểm khá nổi bật ở làng đại học đó là hồ đá. Hồ đá là một trong những